Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 2 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp xúc với các cử tri là cán bộ công chức làm công tác tham mưu, giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng và lấy ý kiến góp ý dự thảo luật tố cáo sửa đổi. Sáng nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017. Từ tháng 10, ngành hải quan Đà Nẵng, trong đó có Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sẽ triển khai hệ thống một cửa quốc gia. Tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang cân nhắc việc áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Washington tiếp tục gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông Nga tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc với các cử tri là cán bộ, công chức, làm công tác tham mưu, giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và lấy ý kiến góp ý dự thảo luật tố cáo sửa đổi. Dự buổi tiếp xúc có các ông bà Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc ngày 23 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến 9 dự án luật khác. Quốc hội cũng sẽ dành thời gian xem xét việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và thảo luận thông qua nhiệm vụ năm 2018, quyết định ngân sách trung ương năm 2018 và bàn nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Dự án luật tố cáo sửa đổi sẽ được kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 xem xét cho ý kiến và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14. Dự thảo luật tố cáo sửa đổi có chiến chương với 76 điều quy định rõ về phạm vi điều chỉnh của luật, nguyên tắc giải quyết tố cáo, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và cả những hành vi bị nghiêm cấm, v.v. Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến tham gia góp ý đều xoay quanh các nội dung về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, hình thức tố cáo, cơ chế biện pháp bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, trách nhiệm của người bị tố cáo. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường chuyên biệt tư thục Thanh Tâm thuộc dòng thánh Phaolô Đà Nẵng nhân dịp Tết Trung thu năm 2017. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc các em học sinh đón một cái Tết Trung thu vui vẻ ấm áp như ba bạn bè cùng trang lứa. Chủ tịch Mặt trận thành phố cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sơ, đội ngũ cán bộ giáo viên trường chuyên biệt Thanh Cầm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, đồng thời mong muốn trong thời gian đến, nhà trường tiếp tục cố gắng tăng cường rèn luyện các kỹ năng cho trẻ, giúp các em khuyết tật tiếp cận với các phương pháp can thiệp sớm, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trên thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh cấp cao dành cho các tập đoàn kinh tế, dự kiến có khoảng 1.000 tổng giám đốc tham dự, có lãnh đạo của 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Hiện thành phố cũng đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để bố trí các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp Việt Nam với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Thưa quý vị, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa về APEC 2017 đã đề ra trọng tâm công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC, trong đó có kịch bản tác nghiệp báo chí tổng thể, kế hoạch thể sự kiện, 9 kịch bản báo chí chi tiết của các phiên họp, hoạt động, sự kiện tại tuần lễ cấp cao APEC 2017, chuẩn bị tốt để sẵn sàng đón các đoàn tiền trạm của các nền kinh tế thành viên và làm việc lần 2 vào tháng 10 năm 2017. Trong đó hoàn tất các hạng mục chuẩn bị cho trung tâm báo chí hội nghị và các phương án kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ truyền hình chủ nhà, truyền hình trực tiếp các sự kiện,
Trong tuần lễ cấp cao, các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường thời lượng các tin bài, phóng sự, trả lời phỏng vấn v.v. trên các chuyên trang chuyên mục về năm APEC 2017. Từ tháng 10, ngành hải quan Đà Nẵng, trong đó có Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sẽ triển khai hệ thống một cửa quốc gia. Qua đó, việc phối kết hợp giữa hải quan và các đơn vị liên quan như công an Cảng hàng không quốc tế, bộ phận quản lý mặt đất v.v. sẽ chuyên nghiệp, thuận lợi và minh bạch hơn. Đối với nhiệm vụ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp tới, mọi phương án đã được chuẩn bị sẵn sàng nhằm bảo đảm an toàn cho các vị khách đến Đà Nẵng, tránh để việc di chuyển bị gián đoạn, ách tắc. Sở Du lịch Đà Nẵng vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch. Công an thành phố tập trung theo dõi, kiểm tra và quản lý chặt chẽ người nước ngoài tạm trú và hoạt động trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý nghiêm người nước ngoài hoạt động trái mục đích nhập cảnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép thí điểm lắp đặt camera trên xe vận chuyển du lịch của một số công ty lữ hành phục vụ thị trường khách Hoa ngữ Hàn Quốc và một số đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch lớn. Sáng nay, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017, diễn ra từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2017. Tại quận Liên Chiểu, với chủ đề Học tập để phát triển quê hương đất nước, quận Liên Chiểu tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác khuyến học khuyến tài trong mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ công chức, các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sinh viên. Dịp này, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Liên Chiểu tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 15 triệu đồng và 20 suất học bổng cho 20 em, mỗi suất là 500.000 đồng. Tại quận Thanh Khê, với chủ đề Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, tuần lễ học tập suốt đời năm nay diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập và đơn vị học tập, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học. Dịp này, lãnh đạo quận Thanh Khê kêu gọi tất cả các đơn vị giáo dục chính quy và không chính quy trên địa bàn quận Thanh Khê tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng tuần lễ, bảo đảm tính thiết thực hiệu quả, qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời. Tại Hòa Vang, các đơn vị trường học từ bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Tổ chức nói chuyện dưới cờ, phổ biến cho học sinh và giáo viên các hình thức và cơ hội học tập để nâng cao nhận thức trong quá trình dạy và học, hướng dẫn kỹ năng sống cho học sinh, phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người. Các trung tâm giáo dục cộng đồng chú trọng hướng dẫn người dân cách sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử để truy cập Internet, khuyến khích tạo các trang Facebook hay blog của thư viện nhà trường để trao đổi về những cuốn sách hay, bổ ích. Tại quận Ngũ Hành Sơn, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được các địa phương trên địa bàn quận tổ chức với nhiều hoạt động như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tập để hoàn thiện nhân cách phát triển bản thân, tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng học tập, tìm kiếm và sử dụng thông tin trên mạng Internet, giới thiệu sách và các tài liệu điện tử hữu ích, tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân đến học tập, đọc sách tại các thư viện, học tập tại các phòng chức năng của các trường ngoài giờ hành chính. Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh bỏ học thấp nhất của cả nước và tỷ lệ học sinh hoàn thành học vấn 12 trên 12 gần như là đạt 100%. Những thành quả đó có được phải kể đến sự đóng góp rất lớn của Hội Khuyến học thành phố trong những năm qua. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Khuyến học Việt Nam ngày 2 tháng 10. Được thành lập cách đây 25 năm, Hội Khuyến học Đà Nẵng, tiền thân là Hội Khuyến học Quảng Nam Đà Nẵng, luôn hết lòng với tôn chỉ, mục đích cao cả của mình. Đó là chấp cánh ước mơ đến trường cho những học sinh nghèo, hiếu học. Trong cái công tác mà xây dựng xã hội tập mà trước hết là về khuyến học khuyến tài, thì Hội Khuyến học đã động viên tất cả cái nguồn lực ở bên ngoài cùng tham gia. Thứ nhất là tuyên truyền về công tác khuyến học khuyến tài ở trong nhân dân. Thứ hai là vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, từ các nhà hảo tâm và những sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để có một khoản tiền, từ đó mới giúp được các học sinh khó khăn và đồng thời khen thưởng như học sinh giỏi. Thì việc công việc của khuyến học khuyến tài
nó kéo dài từ 25 năm qua và càng ngày càng sâu rộng. Thì chính cái sâu rộng đó cho nên việc làm của Hội Khuyến học đã đem lại rất là nhiều thiết thực cho học sinh. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Hội Khuyến học Đà Nẵng đã cấp phát học bổng cho hơn 40.000 học sinh với số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Đa số các thôn, tổ dân phố, trường học, tập họ trên địa bàn thành phố đều có chi bộ khuyến học với gần 170.000 hội viên, chiếm hơn 16% dân số Đà Nẵng. Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học Đà Nẵng luôn được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao trong việc xây dựng và phát triển mô hình khuyến học một cách có hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện dân cư đô thị, phát huy hiệu quả phong trào học tập trong cộng đồng. Xây dựng xã hội học tập thì nó rất là rộng, nhưng mà đối với Hội Khuyến học Việt Nam và riêng là Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đây, xây dựng cái đề cương thứ 7 của cái đề án 289 và trong đó là đẩy mạnh về gia đình học tập, rồi dân họ học tập, cộng đồng cấp tổ học tập, rồi đơn vị học tập, và bây giờ là thực hiện thông tư 44 là xây dựng xã phường là đơn vị học tập. Thì qua mấy năm thì đấu với Đà Nẵng thì là một đơn vị coi như triển khai đầy đủ và các cái phong trào này đã được đẩy mạnh ở dưới địa phương. Tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ con chữ cho con em học sinh nghèo, thời gian tới đây, lãnh đạo Hội Khuyến học Đà Nẵng cho biết sẽ chú trọng công tác khuyến học đối với học sinh đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí xây dựng một số trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng ở 56 xã phường. Đây có lẽ là điều mà không chỉ các cấp Hội Khuyến học thành phố mà cả xã hội đều mong mỏi trong những năm qua. Tiếp tục chương trình thời sự với một số tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức tổng kết công tác giải tỏa bàn giao mặt bằng, dán đường gom đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm. Dán đường gom đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm có quy mô đầu tư gần 145 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến là hơn 5,5 km, chiều rộng mặt đường 5,5 m. Trên tuyến có 820 trường hợp phải giải tỏa một phần. Theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm, sau hơn một năm triển khai với sự nỗ lực của quận Cẩm Lệ và các cấp ngành liên quan trong công tác vận động và sự đồng thuận của nhân dân, đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Hiện đơn vị đã thi công được hơn 60% khối lượng, chậm so với tiến độ đề ra. Theo kế hoạch sẽ hoàn tất công tác thi công vào tháng 2 năm 2018. Sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện điều kiện sống cho người dân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ khen thưởng 10 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng dự án này. Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trẻ có cơ hội phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường sự liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng, nhất là liên kết trong kinh doanh và xuất khẩu phần mềm nhằm xây dựng ngành công nghiệp phần mềm địa phương ngày càng phát triển. Hiện, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng có 63 hội viên, trong đó quy tụ được những đơn vị hàng đầu trong sản xuất gia công phần mềm và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin như Epsot, Artnet, VBPO, Ason Artist, Highgreen Global, Unitech và Aceotech. Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Hitech triển khai dự án khu nhà xưởng xây sẵn công nghệ cao có vốn đầu tư là 339 tỷ đồng. Trước khi có dự án này thì khu công nghệ cao Đà Nẵng cũng đã thu hút 6 dự án, trong đó có 2 dự án FDI sản xuất công nghệ cao 100% vốn Nhật Bản với tổng vốn đầu tư là 144 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, Công an Đà Nẵng đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ nay đến cuối năm, trong đó tập trung tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự thành phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án chương trình thành phố Bốn An, nhất là lĩnh vực an ninh trật tự an toàn giao thông, khẩn trương hoàn thiện đề án camera giám sát an ninh trật tự an toàn giao thông của thành phố. Phấn đấu đến cuối năm 2017, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông do Công an thành phố làm chủ đầu tư. Thưa quý vị,
Chiều nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng. Trại sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng thu hút 15 họa sĩ trong cả nước, trong đó chủ yếu là các tác giả khu vực miền Trung và miền Bắc. Trong đó có họa sĩ lần đầu tham gia trại sáng tác, nhưng cũng không ít tác giả nhiều năm gắn bó với đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng, đặc biệt là đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trại sáng tác diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 10, là nơi để các trại viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sáng tác giữa các thế hệ họa sĩ, sáng tác nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị để tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giảm thiểu đáng kể những tác động của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt đối với người dân, một nhóm bạn trẻ là sinh viên và cựu sinh viên Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực nhằm hiện thực hóa dự án hệ thống cảnh báo lũ sớm do nhóm tự thiết kế. Đây là mô hình hệ thống cảnh báo lũ tự động do nhóm bạn trẻ Đà Nẵng quyết tâm theo đuổi từ hơn 2 năm nay. Hệ thống gồm 3 phần: trạm đo mưa, trung tâm dữ liệu và trạm phát thanh. Hệ thống được lắp đặt trên sông để đo đạc lưu lượng mưa trước khi lũ về, từ đó giúp người dân chủ động hơn trong ứng phó với lũ lụt. Xuất phát từ lý do là những cái thiên tai như là lũ lụt nó gây ảnh hưởng rất lớn đến người và tài sản trên đất nước Việt Nam trong thời gian hiện nay, thì nhóm mong muốn thực hiện đề tài này để những cái ý tưởng trong cái quá trình học và nghiên cứu có thể được áp dụng vào thực tế trong những cái điều kiện thực tế ở Việt Nam. Điều đặc biệt là ngoài việc sử dụng công nghệ truyền tin bằng RF, toàn bộ hệ thống cảnh báo lũ này được thiết kế sử dụng năng lượng mặt trời nên có thể tận dụng ánh sáng khi đặt ở khu vực miền núi, trung du, những nơi có địa hình cao, khó có nguồn điện năng. Hệ thống cũng rất tiện ích vì có thể điều khiển trực tiếp bằng điện thoại thông minh hay website. Hiện nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục hoàn thiện thêm một số tính năng cho hệ thống. Sắp tới thì nhóm chúng em sẽ lắp đặt những cái mặt ngoài như thế này để đo được các thông số của pin năng lượng mặt trời và lượng tiêu thụ của cả hệ thống của mặt của chúng em. Và ngoài ra thì qua các thông số đó thì em có thể đánh giá được tình trạng và năng lượng của pin cũng như là sự hoạt động của toàn bộ hệ thống. Mặc dù đã đạt được nhiều giải thưởng với mô hình này, tuy nhiên hiện nhóm nghiên cứu vẫn đang gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm và kêu gọi nhà đầu tư nhằm phát triển ứng dụng này trong thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng ủy cơ sở vào quần chúng nhân dân. Sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ để phát huy tính sáng tạo của đảng viên, tìm chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và với thành tích nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh, thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư số 8, phường Tam Thuận luôn được nâng cao và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức rõ về vai trò cầu nối giữa đảng với quần chúng nhân dân, chi bộ khu dân cư số 8, phường Tam Thuận luôn duy trì mối quan hệ gần gũi với dân. Nắm bắt tâm tư, ghi nhận nguyện vọng và chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Trong mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ luôn khuyến khích đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, tạo diễn đàn để trao đổi, bàn luận những vấn đề còn tồn động tại chính địa bàn khu dân cư của mình. Quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện các cái nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước với đầy đủ. Nếu là có doanh nghiệp tư nhân đóng đây trên địa bàn thì mình động viên họ, họ quán triệt được họ. Nếu như nhà của cán bộ đảng viên mà có con em mình làm doanh nghiệp tư nhân thì khuyến khích động viên họ, chủ trương nhà nước đã mở ra rồi thì anh có điều kiện anh động viên con cháu cùng phát triển. Cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ vào thực tiễn đời sống, chi bộ khu dân cư số 8 phường Tam Thuận luôn vận động mỗi đảng viên tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, gần gũi với quần chúng nhân dân. Trong các phong trào thì chi bộ là nắm rất sát, theo dõi chúng tôi và đồng thời tức là chỉ đạo và tức là hướng dẫn thực hiện cũng như là
kịp thời nhắc nhở, đôn đốc để thực hiện. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng không chỉ giúp mỗi cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, sửa chữa khuyết điểm, làm cho tốt hơn, đúng hơn, mà còn tìm ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao đời sống nhân dân, góp phần làm cho mối quan hệ giữa chi bộ, cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng mật thiết, bền chặt hơn. Những tin tức quốc tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, việc tiến hành đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này có thể chỉ gây lãng phí thời gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã đưa ra nhận định trên sau khi Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ là Rex Tillerson tiết lộ Washington đang trực tiếp liên lạc với Bình Nhưỡng để thúc đẩy đối thoại trong thời gian gần đây. Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của các cuộc đối thoại với Triều Tiên. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, những người tiền nhiệm của ông đã phải chịu thất bại, nhưng ông sẽ không để điều đó xảy ra. Tổng thống Trump cũng cho rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đang lãng phí thời gian khi cố gắng tiến hành đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với giới chức Triều Tiên. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra một ngày sau khi ông Tillerson tiết lộ Mỹ đang trực tiếp liên lạc với Triều Tiên về các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, song Bình Nhưỡng không cho thấy bất cứ sự quan tâm nào đối với cuộc đối thoại. Theo ông Tillerson, Mỹ đang có 3 kênh liên lạc mở với Bình Nhưỡng. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các kênh ngoại giao hiện vẫn để ngỏ đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song không phải là mãi mãi. Nga có thể cân nhắc áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Washington tiếp tục gây sức ép đối với các cơ quan truyền thông Nga tại Mỹ. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang có động thái gây bất lợi cho tập đoàn truyền thông Reuters của Nga do các cáo buộc liên quan đến bầu cử Mỹ hồi năm ngoái. Theo Bộ Ngoại giao Nga, nếu phía Mỹ tạo ra những tình huống khiến cho các phóng viên Nga bị đe dọa do các hoạt động tác nghiệp của mình, thì Nga buộc phải áp dụng các biện pháp trả đũa. Phía Nga nhấn mạnh, bên cạnh tập đoàn truyền thông RT, hãng thông tấn TASS của Nga cùng nhiều tờ báo mà nhà báo của Nga cũng bị cản trở hoạt động tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chiến dịch của Mỹ nhằm vào các cơ quan truyền thông Nga là một sai lầm lớn, đồng thời khẳng định Moscow không bao giờ trục xuất nhà báo nước ngoài khỏi Nga bằng cách thu hồi hoặc chấm dứt thị thực. Sau hơn một nửa thế kỷ giao tranh, các lực lượng vũ trang Colombia và nhóm quân đội giải phóng quốc gia ALN vào ngày hôm qua ngày 1 tháng 10 đã bắt đầu thực thi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Những ghi nhận ban đầu cho thấy hai bên đã tuân thủ đúng các điều khoản và chưa có bất cứ vi phạm nào đối với lệnh ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên giữa ALN và lực lượng chính phủ đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương và dự kiến kéo dài cho tới ngày 9 tháng 1 năm sau. Và tính cho đến trưa ngày 1 tháng 10, tức là vào đêm qua theo giờ Việt Nam, thì vẫn chưa có bất cứ thông tin nào cho thấy các bên vi phạm lệnh ngừng bắn. Đại diện của ALN cho rằng trong mọi thỏa thuận ngừng bắn đều có nguy cơ xảy ra các sự cố. Song cho đến nay, hai bên đã rất cẩn thận, mọi mệnh lệnh ngừng bắn đưa ra đều rất rõ ràng và thể hiện thiện chí hòa bình là thật sự. Trong ngày hôm qua, đảng Bảo Hoàng Pacific tại Campuchia cho biết đang nộp đơn ra tòa để yêu cầu giải thể đảng cứu quy dân tộc Campuchia, viết tắt là CRNB, và đảng đối lập chính lớn nhất của nước này. Động thái trên diễn ra sau khi ông Kem Sokha, thủ lĩnh của CNRB, bị buộc tội phản quốc. Trong một tuyên bố, Phương Simbeck cho biết họ sẽ yêu cầu tòa án tối cao giải thể CNRP vì lý do đảng này đã vi phạm luật đảng chính trị sau các hành động của ông Kem Sokha. Tuyên bố của Phương Simbeck nêu rõ CNRP không thể tách mình khỏi hành vi tội phạm của ông Kem Sokha. Tại đại hội của Phương Simbeck ngày 23 tháng 9 vừa qua, chủ tịch đảng này cũng tuyên bố ủng hộ các biện pháp pháp lý do chính phủ của Thủ tướng Samdet Techo Hun Sen áp dụng với ông Kem Sokha. Ông Kem Sokha, chủ tịch CNRP, bị bắt hôm ngày 3 tháng 9 với cáo buộc âm mưu chống phá nhà nước. Sau khi cơ quan chức năng công bố những bằng chứng từ đoạn video clip được đăng tải trên trang CBN Cambodian Broadcasting New York, có trụ sở tại Australia và một số chứng cứ khác, cho thấy ông này và đồng bọn đã bí mật cấu kết với nước ngoài nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp tại Campuchia. Phần cuối chương trình là một số hoạt động đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.